Kẻ được thắng. Là chúng ta sẽ số thứ hai này. Còn nếu như A song song về bằng đó. Và bây giờ sẽ ví dụ cho anh cũng tự ví dụ thứ ba. Ví dụ thứ ba như sau. Sau khi thấy bài rất khó khăn phía trước, cho hình lập phương. Hình lập phương A, B, C, D. Để bài. Tính góc giữa A, B và A, B bài. B và A phòng B là C. Thấy tin rằng là đề bài này các em có thể quan vẽ anh là đi xem còn những cái vẽ quên nốt cái gì chịu sau lên góc này mới sau đó 30 mũi 30 mũi em cố gắng đấy. Anh học thứ hai lại ăn nhau ở cái gì? Hình nào đề bài cho chúng ta là hình hình lập phương, hình lập phương vẽ ra nhiều hình thực tiễn mà chúng ta có thể lao động những độ ba những độ ta vẽ những độ mình vẽ lớn quá lớn quá trong cảnh rồi năm vẽ lần trước mà gần như là hình vuông thì nó sẽ tạo cảm giác cái này là cái hai dòng hai ô này thì lúc nào có đây chữ tứ thật đứng đấy nó không có đâu so với ví dụ một ví dụ hai trên bảng rất dễ thì những bài mà gắn liền với hình vuông với hình chữ cái lập phương chúng ta điền các đỉnh các từ một bạn sẽ ở đây đi CD nó phải thì phải có nhiều bài hiểu để nó sẽ có quanh bây giờ góc giữa AB và thì phải qua AC thấy chưa bao nhiêu chỉ đó đấy sau mấy bài mới có thêm tập vệ thêm nói chung là đã lập phương tính nhẹ có đây là chưa ở chỉ độ tại sao lại chỉ độ đấy nó có hai cách đi. Thứ nhất là chúng ta có cái thằng AB nó
với a phải b phải, cho nên nó giữa ab với lại a phải b phải, ta thay cái thằng ab này bằng cái thằng a phải b phải, và thằng a phải b phải xứng với công chân, đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, thế bây giờ ta phải đi phải đi. Tại sao nó không? Đúng rồi, đấy ngoài nghiệp tôi là chính thì vô. Đúng chưa? Mặt khác A phải B phải C phải D phải là hình vuông, là hình vuông thì hai cạnh vuông góc nhau, nên là a phải b phải vuông góc với a phải b phải, vậy thì góc giữa chúng là bằng 90 độ. Chả tại sao thì khi góc này tốt quá, đây là mức độ của nên mức độ siêu dễ 90 như vậy, góc giữa hai thằng cũng thế, góc giữa hai thằng ab a phải b phải cũng bằng 90 độ. Tất nhiên đấy là chúng ta thay nhé, a b là a phải ngược lại chúng ta có thể thay a trên thế, đúng chưa? Đấy, chúng ta sẽ kéo một đường song song, đúng chưa? Các bạn thấy không? Xong từ đây phải dễ thì đời là như thế đấy. Xong từ mày dễ, xong từ mưa trời, xong từ mày khó đến mày dễ. Vào loại một là không có, loại hai siêu dễ, đến loại ba là có. Bây giờ ví dụ thứ tư, người ta vẫn cho mình là phương A, B, C, D, A, B, B, C, B, D, B. Tính các tính góc giữa A, D và A, C, B, chỉ bằng tính góc giữa A, D và A, B, C, B. Đúng không? C. Mày đã thấy được chỉ có lợi ở dạng một cái ạ. Nó khó đấy. Hãy dùng thức kẻ di chuyển trên thức kẻ trên thì vẽ những cái đường nào song song với đường bạn chọn của nó sẽ kết quả.
Thôi, bạn ra ngoài đi. Người ta có không? Em muốn chơi à? Đúng không? Đúng. Đúng là hình lập phương thế này. Hình lập phương và vuông thành sắc. 45 độ là câu trả lời chính xác. Điều tưởng nó khó lắm, hóa ra dễ thế. Là dễ thế. Vậy hành ra thế là xong, có gì đâu. Là nha. Hồi sự với lượng tổng nhé. Cái gì nhé? Nhìn ở trong đây nhé. Bây giờ đề bài từ AD và A phải C7 thì hoặc đưa AD xuống dưới hoặc đưa A phải C7 lên trên. Đúng nhé. Đưa xuống dưới nhé. Ta có A D song song với A phải D7 C3 góc giữa A D và xin bạn đây như thế này, thay cái con AD này bằng cái con A có bằng A phải D C bằng A này nó cũng chung một gốc, cũng chung một điểm là hoa lại đâu, cứ chung cùng một điểm là hoa lại điểm mặt khác thì là A phải B phải C phải D phải là hình vuông. Do đề bài cho là hình lập phương thì hình này vuông, mà hình vuông thì góc giữa các bên và đường chéo là bằng góc giữa các bên A phải B phải và đường chéo A phải C phải chính là 45 độ. Sao lại là cái nhập độ của chúng ta là đang lớn theo vô cân đây anh quên nhắn cái này, cái này bằng a hay bằng a tạo ra cân nhập độ đúng chưa, rồi như vậy câu rất ngoài kết quả nó sẽ là d sẽ phải 45 độ ví dụ muốn để cái sao phải là ba gì không. Đấy là ví dụ tư thì không ta mắc gì thì sẽ lên tiến sản phẩm nào ví dụ thì nào vẫn cho hình lập phương thế mới được, lập phương là cái khai thác rất tốt a b c d a phải b phải c phải d phải yêu cầu là tính góc b c phải tính góc giữa BC phải và B phải D C thấy nó sung sướng học dễ dễ. Mấy bài này của bạn mức độ 1 có mấy bài người độ 2, 3 nha.
là bao nhiêu? Vô là bao nhiêu? Chưa đầy. Không sao em. Câu này nó khó được không chứ? Nhưng mà em phải hình trước. Vẽ hình được rồi thì bài này sẽ rất là khó. Bây giờ phải tập thì cùng với phương bài. Cuối cùng nó mới khó thì này rất là khó. Ủa thì nhung đất thì đổ trăng ra. Thế em vẽ hình được chưa? Ừ, là như này. Thế nó cho hình lập phương là như thế nào? Lập phương đi. Tất cả các cạnh đều bằng nhau. À, tất cả các mặt bên bằng tay đều là hình vuông. Bây giờ để bài học của mình xác định góc giữa BC phải BC phải C phải BC phải và B phải đi phải B phải đi phải à trong cái tập nhau nhưng phải không cắt nhau chéo nhau bài này lên 12 các tác giả dùng dùng tinh ngôn ngữ quốc gia nhưng mà không cần gì để khó thế. Bây giờ mình phải di chuyển xem trong hình nó có những đường nào song song. Ví dụ đường này là từ D từ chiều D cái gì chưa? Nó song song BD đúng không? BD nó cắt BC phải chưa? Cắt là sao với cắt thì chỉ cần dựng một đường thôi không cần hai. Hoặc là một bạn lấy song song BC phải bằng cách thế đi chứ? Nó song song AD phải lấy ai thì phải cũng được tùy nhất này máy này ta có b phẩy c phẩy b phẩy là xong đúng chưa từ trên đánh trên hay dưới cái so sánh nhau lấy nó suy ra góc b c với lại b chính là bằng góc giữa BC và BD. Đây là nó chung nhau một cạnh, nó chung nhau một điểm này. Nhau một điểm là sao? Bây giờ mình ghi này. Ba cái này thì hoặc là đánh với tứ giác hoặc là đánh tam giác. Nhưng mà này đánh tam giác như thế nào? Tam giác tam giác này là tam giác đều sao biết đều ba cạnh này đều là trục để còn lại cho của hình lập phương là thế thì ba cái cạnh mà nó tô màu xanh ấy là ba cái cạnh đúng không? Đấy bây giờ mới hiểu là sao lúc đầu giờ hình vuông cạnh bằng hai thì được chiều ngang tăng 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 lớn không? Đấy như vậy là cái đề này là để được thằng này cũng là tăng tăng hai thằng này cũng vậy một tam giác có ba cạnh bằng nhau đều tam giác đều cái góc bằng 6 độ thế là xong nhận thấy sẽ hiểu chưa tôi đang hiểu chưa rồi đấy thì đó thì là ba cái cạnh này bằng nhau BC phải bằng BD và bằng góc C phải D bằng A cạnh A vì sao chúng là đều là gương của hình vuông cạnh A chúng bằng nhau bởi vì chúng đều là đường chéo hình vuông cạnh A nhưng cho nó dễ chế độ ba cạnh bằng nhau mũ BC phải D đều các cái đều góc BC phải và BD đương nhiên là phải bằng sáu như vậy và sẽ có BC phải có B phải D phải siêu thị thương thấy chưa trước sau hiểu không đúng không đi qua thì dễ chẳng có giải thích trong là bài có bài dễ có bài khó
gặp phải dễ thì không chủ quan, gặp phải khó không chí. Đấy. Bây giờ gặp tí khó khăn đến là chỉ sao là cuộc sống nhiều khi thất vọng cùng cực, chỉ muốn lên trên bậc thang hoặc muốn trên cầu bình, nhưng mà khi ta bình tĩnh mọi việc dần dần nó sẽ tự nhiên. Trong cái ấy ông trời không bao giờ xô mọi người mà được không điều gì thì có một cái con đường mình cố gắng thì mình sẽ vượt qua được, nhưng mà câu chuyện giải quyết xong kết quả là những người sống được. Bây giờ là câu tiếp theo, ví dụ số 6 đọc hôm nay thấy hay đúng không? Cái hình này thầy nói là sang kỳ 2 khác nhau. Em sẽ thấy những bạn học học kỳ 2 thì được cả hình hơn, còn không thì nó cũng như mình. Bây giờ thì còn thứ 2, còn tiếp theo là còn thứ 6. Ví dụ giáo 6 vẫn cho hình lập phương nhưng mà cách hình phương sau này mà nó cho hình hồ chữ nhật cũng là giống như thế, có điều là góc đẹp, góc sẽ đẹp, cách xác định vẫn như thế nhưng mà góc đẹp cho hình lập phương ABCD. A B C D A phải B phải C phải D phải yêu cầu tính đo sửa tính đo giữa cái quả A giữa B D và A C phải D một quả trong vòng chậm nhất là 5 phút. C có khi con vẽ nhiều lâu hơn câu giải thôi, cứ làm đi tiếp. Đã ra chưa? Bao nhiêu? 9 kg. Ngoài cao. Nó đã ra chưa? 90 ra đi ăn á. 9 kg. 9 kg đúng rồi. Bởi vì cái hàng cưới đây thì nó song song là song song bên bạn bên bạn. Các cô số 6 là người trước đúng không? 6 chữ cười thúng. Đấy. Đi thi đại học là dính câu này là câu cho nhỉ? Vẫn nhiều người không đại không? Câu này là không không phải hay. Chút điện. Vẫn là vị trí mức độ trong này thì nó có hai câu, có
có một con câu lận dùng dựng hình phải là cách nó được kể. Bây giờ chúng ta sẽ phân cái sai cái phương pháp ba là sử dụng kích môn. Phương pháp thứ ba sử dụng kích môn thực ra cái cách một cách hai nó gần giống nhau, cái điểm ấy nó không nằm trên đường thẳng, không nằm trên một trong hai đường thẳng con. Cái cách thứ hai là nó phải nằm trên một trong hai đường thẳng. Bây giờ là cách thứ ba tích một, tích một hướng em quy định mọi việc nó sẽ giải quyết sản phẩm tích một hướng.